Phục vụ Tết cổ truyền Nguyên đán 2018, các đơn vị thương mại lớn trên địa bàn Hà Nội như Tổng công ty Thương mại Hà Nội Habro, hệ thống siêu thị Fivimac đã chủ động dự trữ hàng hóa phục vụ Tết, hàng hóa phục vụ chương trình bình ổn giá, đặc biệt chú trọng về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Về tình hình thực hiện chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Mậu Tuất 2018, bà Vũ Thị Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhất Nam cho biết, Fivimac đã có kế hoạch chuẩn bị dự trữ hàng Tết sớm từ tháng 11 năm 2017, do vậy đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ Tết và không bị tăng giá. Còn với Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Habro, đơn vị này đã chủ động dự trữ lượng hàng hóa phục vụ Tết Mậu Tuất với trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, tập trung vào 18 nhóm hàng hóa thiết yếu. Dịp Tết này, Habro sẽ đưa ra thị trường 3 thương hiệu gạo đặc sản mới là Zanponica, Hương Lài Sữa Rẻ và Hương Chín Rồng của chi nhánh Tổng Công ty Đồng Tháp để phục vụ người tiêu dùng. Kiểm tra việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết tại hai đơn vị này, các cơ quan chức năng đã đánh giá cao việc chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Mậu Tuất 2018, cũng như chương trình bình ổn giá của thành phố, của các đơn vị, đồng thời cho rằng tiến tới các đơn vị thương mại của thủ đô phải kết nối hơn nữa với các đơn vị sản xuất, hình thành chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, đảm bảo được nguồn hàng ổn định và truy xuất được nguồn gốc, đặc biệt là đảm bảo được vấn đề an toàn thực phẩm. Riêng Tổng Công ty Thương mại Hà Nội cần kiểm soát chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối phía Nam, bởi đây là đầu nguồn phát luồng hàng hóa đến các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.